Vâng, một lần nữa nông dân cộng sản Dương Vi xin kính chào cô dì, chú bác, các anh, các chị và các bạn thân mến. Nay á, Dương Vi lại tiếp tục đi chủ đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhưng mà ở đây á, Dương Vi sẽ vạch trần cái bộ mặt giả tạo, bị ổi, bị bợm của Đỗ Hoàng Điềm cùng đồng bọn ra cho mọi người được biết. Đấy là cái toàn bộ cái nội dung. Mà trước khi đi vào cái nội dung chính thì Dương Vi cũng sẽ sơ lược về Đỗ Hoàng Điềm cùng đồng bọn. Đây là Đỗ Hoàng Điềm, là chủ tịch của tổ chức khủng bố Việt Tân đấy. Sau đây Dương Vi sẽ đi vào cái danh sách trích ngang của Đỗ Hoàng Điềm. Họ và tên: Đỗ Hoàng Điềm, bí danh Bùi Đức Khiêm, giới tính nam, năm sinh 21 tháng 7 năm 1963, quốc tịch Mỹ, số hộ chiếu 46024933. Chức vụ trong cái tổ chức thành viên Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam, hiện là chủ tịch Việt Tân. Hắn ta chủ quản các đài như SBTN này, VOA, RFI, RFA, BBC. Đấy. Đồng bọn của hắn, như thành viên cốt cán Huỳnh Phạm Phương Trang, bí danh Đỗ Hồng Trang, năm sinh 22 tháng 10 năm 1973, quốc tịch Mỹ, Đan Mạch, đó, mang hai quốc tịch. Thứ hai, Lương Văn Mỹ, bí danh Lê Tâm Chánh, Đinh Tấn Lực, Lu Dâm Mơ, sinh ngày 7 tháng 5 năm 1952, quốc tịch Mỹ. Thứ ba, Nguyễn Đỗ Thanh Phong, bí danh Chử Đình Phong, sinh ngày 18 tháng 8 năm 1970, quốc tịch Úc. Thứ tư, Nguyễn Kim Hường, bí danh Nguyễn Kim, sinh ngày 13 tháng 11 năm 1944, quốc tịch Mỹ. Thứ năm, Nguyễn Ngọc Đức, bí danh Lý Quang Đức, sinh ngày 18 tháng 7 năm 1955, quốc tịch Pháp. Thứ sáu, Nguyễn Quốc Quân, bí danh Chu Cảnh Lâm, Lê Trung, Tuấn Anh, Nguyễn Richard, Nguyễn Rai Trác, Tuấn Phong, sinh ngày 20 tháng 11 năm 1953, quốc tịch Mỹ. Thứ sáu, Nguyễn Thế Vũ, bí danh Nguyễn Thế Vũ, quốc tịch Việt Nam. Thứ bảy, Nguyễn Hải, bí danh Humi Somat, Nguyễn Quang Phục, Nguyễn Quốc Hải, quốc tịch Việt Nam. Thứ tám, Nguyễn Thị Thanh Vân, bí danh Trần Thanh Vân, sinh ngày 4 tháng 6 năm 1956, quốc tịch Pháp. Tám, Trương Leon, Trương Văn Xí. Còn một bí danh nữa là Trương Xí Ba, sinh ngày 20 tháng 9 năm 1953, quốc tịch Mỹ và Việt Nam, song tịch. Thứ 9, Bùi Bằng Đoàn, bí danh là Lý Thái Hùng, sinh ngày 20 tháng 2 năm 1952, quốc tịch Mỹ. Thứ 10, Đỗ Đăng Liêu, bí danh Lê Văn Liêu, sinh ngày 22 tháng 10 năm 1947, quốc tịch Úc. Thứ 11, Hà Đông Xuyến, bí danh Nguyễn Duy Nhiên, H2, sinh ngày 23 tháng 9 năm 1965, quốc tịch Mỹ. Thứ 12, Hoàng Tứ Duy, bí danh Đoàn Quốc Huy, sinh năm ngày 29 tháng 11 năm 1971, quốc tịch Mỹ. Đấy là những thành viên cốt cán.
Và ở đây Ruby sẽ đi vào cái một cái bài viết cách đây 2 năm rồi cơ, nhưng mà vẫn thể hiện rõ cái bản chất, cái bộ mặt thật lừa đảo bịp bợm của bọn chúng. Mọi người còn nhớ cách đây 2 năm đó, tức là vào ngày 11 tháng 1 năm 2019, tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đó, mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 6 bị cáo về tội khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Trong cái vụ án này ấy, có 3 bị cáo là Châu Văn Khảm. Nói đến Châu Văn Khảm chắc mọi người không lạ gì đúng không? Châu Văn Khảm này sinh năm 1949, quốc tịch Việt Nam và quốc tịch Úc, nó song tịch. Và Nguyễn Văn Viến sinh năm 1974, trú tại khối 3 phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Thứ ba là Trần Văn Quyến sinh năm 1999, trú tại xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, đã bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về tội khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo điều 113 khoản 2 điểm A Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi. 3 bị cáo còn lại đã bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về cái tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, do đã có hành vi làm giả nhiều cái chứng minh nhân dân, hồ sơ xin việc làm cho các đối tượng trong vụ án này nên đã bị khởi tố. Đối với những đối tượng ở trong nước này này, biết bị cấm nhưng vẫn cố tình tham gia đó. Cái các đối tượng biết cái tổ chức Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, viết tắt là tổ chức Việt Tân đấy, là một cái tổ chức khủng bố phản động lưu vong lưu manh, nhưng mà vẫn cố tình tham gia vào. Cái tổ chức này là do Hoàng Cơ Minh, nguyên chuẩn tướng phó đô đốc hải quân chính quyền Sài Gòn cũ thành lập năm 1982 tại Thái Lan, cụ thể hơn là ở tại Ubon, Thái Lan. Hiện do Đỗ Hoàng Điềm sinh năm 1963, quốc tịch Mỹ, là chủ tịch Việt Tân. Mà cái Đỗ Hoàng Điềm này này sinh đã tham gia vào cái tổ chức khủng bố Việt Tân ngay từ ngày đầu thành lập cơ, từ năm 1982 rồi. Mục tiêu hoạt động của tổ chức này là nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lật đổ nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phương thức là hành động ban đầu của Việt Tân là dùng bạo động vũ trang khủng bố phá hoại Việt Nam, sau đó chuyển sang phương thức đấu tranh bất bạo động theo cách hiện đại ấy. Ở trong mặt kép gọi là đấu tranh bất bạo động hiện đại đấy, bản chất là kết hợp giữa đấu tranh bất bạo động với bạo lực cục bộ địa phương, rất là manh động đúng không? Vào ngày 4 tháng 10 năm 2016 ấy, Bộ Công an đã đưa Việt Tân vào danh sách các tổ chức khủng bố tại Việt Nam, đồng thời nêu rõ người nào có hành vi tham gia tuyên truyền lôi kéo, xúi giục người khác tham gia tài trợ, nhận tài trợ Việt Tân, tham gia các khóa đào tạo huấn luyện do Việt Tân tổ chức, hoạt động theo sự chỉ đạo của tổ chức Việt Tân sẽ đồng phạm tội khủng bố, tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam nha. Từ ngày 4 tháng 10 năm 2016, Bộ Công an đã đưa Việt Tân này vào danh sách các tổ chức khủng bố tại Việt Nam rồi. Chúng ta nên nhớ một điều như vậy. Những năm đầu tiên của năm 2000 chính thức năm 1982, Đỗ Hoàng Điềm đã tham gia vào tổ chức Việt Tân. Đấy, đến cuối năm 2018 ấy, đến đầu năm 2019, Đỗ Hoàng Điềm tiếp tục chỉ đạo các thành viên cốt cán như lúc nãy Dương Vy đã nêu ở trên ấy, tổ chức bóc nối phát triển lực lượng huấn luyện đào tạo xâm nhập về Việt Nam, cung cấp tài chính kích động biểu tình để chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Còn Châu Văn Khảm tham gia vào tổ chức khủng bố Việt Tân từ năm 2010, là một trong những đối tượng hoạt động tích cực, là đại diện cơ sở đồng bộ
gọi là xét đi ấy, kiêm bí thư đảng bộ ở Úc Châu, hoạt động với bí danh là Hoàng Liêm. Riêng ở bên châu Úc ấy, ở bên nước Úc ấy, bây giờ cái tổ chức Việt Tân này hoạt động cũng rất là mạnh. Trong đó ấy, thì mọi người nhớ rằng là có một cái tay livestream điếm mồm ở bên Úc ấy, nói rằng nào Lát Dương Vy sẽ nói đến những cái thành viên của tổ chức Việt Tân, và Dương Vy đã thu thập được khá nhiều cái thông tin hình ảnh của những cái thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân này. Ở quần trường có ai? Ở Úc cũng có quần trường, Dương Vy nói lộn. Tiếp theo á, dưới sự chỉ đạo của Đỗ Hoàng Điềm, đầu tháng 1 năm 2019, Châu Văn Khảm nhập cảnh vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch Campuchia, sau đó sử dụng giấy chứng minh nhân dân giả mang tên là Trung Chính Phi để xâm nhập bất hợp pháp vào Việt Nam. Hoạt động tại Việt Nam, Châu Văn Khảm đã lôi kéo kết nạp Nguyễn Văn Biến, tức là tài xế xe Grab ấy, vào tổ chức khủng bố Việt Tân. Đó. Và sau đó mở rộng cơ quan công an, mở rộng điều tra, đã bắt Biến với Trần Văn Quyền là thợ lắp camera và ba đối tượng khác. Đấy. Đây là quá trình mà Đỗ Hoàng Điểm chỉ đạo mới đây thôi nhé. Còn những cái việc trước kia Dương Vy chưa nói đến, những việc chỉ đạo khủng bố giết người thứ Dương Vy chưa nói đến. Đấy, ngay sau khi cái tổ chức nhé, thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân ấy, xâm nhập vào Việt Nam, chúng đã tổ chức tuyển dụng, huấn luyện cho thành viên cách thức sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại, bắt cóc, thủ tiêu con tim, tiến hành các chiến dịch đưa các nhóm vũ trang với hàng trăm đối tượng từ Thái Lan xâm nhập qua Lào, Campuchia vào Việt Nam để lập mật cứ, tiến hành hoạt động bạo loạn, khủng bố, nhưng đã bị các cơ quan chức năng của Việt Nam, Lào ngăn chặn, vô hiệu hóa, cụ thể là Đông Tiến 1, Đông Tiến 2, thì đó là các bí danh. Hiện Việt Tân đã tiếp tục tuyển dụng, huấn luyện, chỉ đạo. Dương Vy xin nhắc lại nhé, ngay tại thời điểm này này, Việt Tân lại tiếp tục tuyển dụng, huấn luyện, chỉ đạo, đào tạo các thành viên đó, thậm chí những thành viên cốt cán, những thành viên có sự hiểu biết, có năng độ, có năng lực, trình độ, lại tiếp tục tìm cách xâm nhập về Việt Nam để kích động biểu tình, phá rối an ninh, gây bạo loạn, thậm chí thủ tiêu, bắt cóc bất kỳ ai. Mà cái thời điểm này là trước cái thời điểm bầu cử Hội đồng Nhân dân cấp, nên chúng ta phải hết sức cảnh giác và đề phòng cái việc này. Ngoài ra bọn chúng vẫn tiếp tục tuyển mộ và đưa người ra nước ngoài để đào tạo về phương thức hoạt động khủng bố, phá hoại hoặc là phát tán tài liệu ở trên không gian mạng internet này. Đồng thời á, bọn chúng hướng dẫn chế tạo bom xăng, mìn tự tạo các loại để hoạt động khủng bố, phá hoại, ám sát. Đấy là cái mục tiêu xuyên suốt của chúng. Sau cái vụ án của Châu Văn Khảm này nhé, thì còn có nhiều cái đối tượng khác đang có ý đồ xâm nhập vào, hoặc là trước đấy, thí dụ từ năm 2007 ấy, những cái đối tượng như Nguyễn Hải này, Nguyễn Ngọc Đức này, Nguyễn Quốc Quân, Nguyễn Thị Thanh Vân, Trương Lê On là các thành viên Việt Tân đã xâm nhập về Việt Nam, thực hiện nhiều cái vụ chỉ đạo
tại cái cơ sở nội địa đấy, làm phát tán truyền đơn, trong đó có cả Trương Quốc Huy này này, Trương Quốc Huy tức Huy Méo, Trương Quốc Huy, Trương Quốc Tuấn. Nhưng mà tất cả những hành động, những hành vi của bọn chúng đều không qua mắt được bà con nhân dân, có nghĩa là camera ăn cơm, và bị cơ quan chức năng người ta vô hiệu hóa tất cả những hành động của bọn chúng. Không vì thế chúng ta không đề phòng bọn chúng, mà bây giờ bọn chúng càng hoạt động tinh vi xảo quyệt hơn. Ở đây có một cái việc còn tinh vi hơn là đối tượng Phạm Minh Hoàng là thành viên của Việt Tân tại Pháp về Việt Nam trà trộn vào làm giảng viên hợp đồng của một trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong cái khoảng thời gian năm 2019 đối với trước ấy, hắn viết 33 bài có nội dung xuyên tạc chủ trương đường lối chính sách của Đảng Nhà nước Việt Nam rồi gửi cho các tổ chức khủng bố Việt Tân đăng phát tán trên Internet nhằm mục đích là kích động lôi kéo người dân biểu tình. Và đến cuối cùng á, tên Hoàng này cũng phải bị ngồi tù. Đây cái khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2009 đến tháng 11 năm 2011 á, tổ chức khủng bố Việt Tân đã đưa 17 đối tượng làm cơ sở trong nước nhiều lần sang Thái Lan, Campuchia, Lào, Philippines và Mỹ để được các lãnh đạo của Việt Tân huấn luyện. Ngày 2 tháng 8 năm 2011 ấy, khi các đối tượng nhập cảnh về Việt Nam thì bị cơ quan an ninh của Bộ Công an phát hiện và cũng bị bắt giữ. Nhưng mà những thành viên nó học trực tuyến, học online còn rất là nhiều. Ở đây ấy, chúng ta phải cần tỉnh táo trước những cái thủ đoạn kích động ở trên Internet, trên Facebook, YouTube, nói chung là trên mạng xã hội đi. Từ cái năm 2007-08 đến cái giai đoạn năm 2018 đến khoảng tháng 10 năm 2018 thì chúng ta thấy nhiều cái vụ việc cái tổ chức khủng bố Việt Tân ấy, đã lợi dụng triệt để sự phát triển của Internet, nhất là mạng xã hội, để tuyên truyền kích động lôi kéo người dân tham gia hội nhóm trá hình trên không gian mạng. Nhóm này luôn sử dụng danh nghĩa là phản biện xã hội, đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền, xây dựng xã hội dân sự, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, vân vân. Nào là nhóm yêu tôm, yêu cá, yêu cua, yêu cái khỉ đó gì nó cũng yêu hết. Thậm chí yêu đến Trịnh Xuân Thanh, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, bọn chúng cũng yêu. Nên yêu đến ông Lê Đình Kình là bọn chúng cũng yêu. Thế ở đây có Nguyễn Văn Đài, có phải là ở tổ chức khủng bố Việt Tân không? Phải đúng không? Rất yêu. Và nhóm luật sư Đoàn Thua ấy, cũng là một số nằm trong cái thành viên tổ chức khủng bố Việt Tân đó. Nhưng mà thực chất ấy, bọn chúng chỉ tuyên truyền xuyên tạc đường lối chủ trương chính sách của Đảng Nhà nước, kích động tư tưởng thái độ thù địch của một số bộ phận nhân dân, đặc biệt là những người người ta thiệu cán bộ mà không giữ được ghế hoặc là không có uy tín nên là đã bị đào thải ấy, bất mãn ấy, những thành phần bất mãn với chế độ nó làm loạn lên. Dù sau khi cái đối tượng Châu Văn Khảm bị bắt này này thì cái tổ chức Việt Tân đã tán phát nhiều cái tài liệu có nội dung phản ánh sai lệch cái sự việc và vu cáo bịa đặt nói xấu Đảng Nhà nước chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời ấy, tán phát nhiều thư ngỏ có nội dung kêu gọi các tổ chức được cho là vì tự do dân chủ nhân quyền lên tiếng can thiệp buộc chính phủ Việt Nam trả tự do cho Châu Văn Khảm. Đây là cái chiêu trò xuyên tạc chống nhằm chống phá cách mạng Việt Nam của tổ chức khủng bố Việt Tân,
người dân cần hết sức là cảnh giác, đặc biệt là những anh em đấu tranh trên không gian mạng này. Và mới đây nhất ấy, thì vào tháng 8 năm 2019, trên cơ sở khuyến nghị của lực lượng đặc nhiệm tài chính FATF về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trên cơ sở đề nghị của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, Bộ Công an đã công bố danh sách tổ chức cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố, ngoài tổ chức khủng bố Việt Tân và Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời là tổ chức liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố. Bộ Công an bổ sung thêm danh sách đó là tổ chức cá nhân liên quan đến khủng bố và tài trợ khủng bố do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chỉ định. Và đến năm 2019 lại có thêm một cái tổ chức, đó là chủ tổ chức Điều Đại Việt, cũng bị Bộ Công an Việt Nam liệt vào tổ chức khủng bố. Nhưng mà cái tổ chức Điều Đại Việt bây giờ nó tạm thời gọi là không sử dụng cái logo là Điều Đại Việt bịp bợm nữa đó, mà nó lại nằm dưới trướng của tổ chức khủng bố Việt Tân ở bên Pháp, là Ngô Cường đó, bên Canada, bên Mỹ đó, thậm chí nó liên kết đến cả bên Úc. Riêng cái tổ chức khủng bố Việt Tân đó, thì bây giờ có cái nhóm K9, bọn chúng vẫn duy trì, vẫn hoạt động rất là mạnh. Cái nhóm sát thủ K9 ấy, nó được thành lập và được đào tạo huấn luyện rất là bài bản như đặc nhiệm cái thời gian ở Ubon bên Thái Lan đó. Và hiện tại có một số kẻ năm 2018 tháng 6 đó, biểu tình biểu tọt xong là bị cơ quan công an các địa phương người ta triệu tập thì chạy qua Thái Lan. Bây giờ có một số đang núp lùm mà nằm ở trong cái nhóm nó đang huấn luyện tại Thái Lan, một số thành phần là nhóm huấn luyện về sử dụng công nghệ, còn một số huấn luyện làm sát thủ khủng bố đó. Từ năm 1980 ấy, ở Mỹ nhân kỷ niệm 5 năm sự kiện 30 tháng 4, Hoàng Cơ Minh nguyên chuẩn tướng phó đô đốc hải quân chế độ Sài Gòn và một số đối tượng phản động lưu vong đứng ra thành lập cái tổ chức phản động gọi là Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam. Đấy, với sự trợ giúp của một số thế lực thù địch, cụ thể hơn là những cái thành phần không thân thiện với chế độ xã hội chủ nghĩa, cụ thể thêm nữa là CIA đứng đằng sau. Hoàng Cơ Minh và đồng bọn đã lập căn cứ kháng chiến ở vùng rừng núi của Thái Lan, tức là vùng Ubon của Thái Lan, làm bàn đạp để đưa người và vũ khí xâm nhập vào Việt Nam với tham vọng ngông cuồng, đồng thời để lừa bị một bộ phận kiều bào. Ngày 10 tháng 9 năm 1982, tại căn cứ ở Thái Lan, Hoàng Cơ Minh lập ra tổ chức Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, gọi tắt là Việt Tân, với đầy đủ cương lĩnh, điều lệnh, mục tiêu nhằm chống phá lật đổ chính quyền nhà nước Việt Nam như lúc nãy Dương Vy đã nêu ở đầu line. Và Đảng Việt Tân ấy, trở thành cơ quan đầu não cực kỳ phản động, chỉ huy toàn bộ hoạt động của Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam và một số tổ chức phản động khác tiến hành các hoạt động chống phá, tiến tới lật đổ chính quyền nhân dân Việt Nam. Sau cái tổ chức của Hoàng Cơ Minh, lúc Hoàng Cơ Minh chết thì yếu về giai đoạn từ đầu năm 90, lại có thêm cái tổ chức Nguyễn Hiệu Chánh. Dương Vy cũng đã nói tổ chức Nguyễn Hiệu Chánh sau này Dương Vy cũng sẽ vạch mặt ra. Đối với Hoàng Cơ Minh cùng đồng bọn ấy, xác định hướng xâm nhập xây dựng mật cứ trong cái nội địa các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, chúng hy vọng sẽ móc nối với tổ chức phản động ở trong nước, đưa người vào rừng huấn luyện
rồi tung ra lại thực hiện cái phương châm trong buổi dạy ngoài ánh là đấy, rất là nham hiểm luôn. Cái kế hoạch của Mặt trận Thống nhất Giải phóng Việt Nam và Việt Tân dự kiến gồm 5 giai đoạn. Giai đoạn 1, trong năm 1980 tập hợp lực lượng ở nước ngoài định ra đường lối hoạt động. Đó là giai đoạn 1. Giai đoạn 2, từ năm 1981 đến năm 1983 kích động ý thức chống cộng rộng rãi, tuyển mộ tay chân ở trong nước và nước ngoài, huấn luyện trở thành nòng cốt. Cái giai đoạn này nhá, là bọn chúng huấn luyện K9 là những nhóm sát thủ dự bị này chắc ạ. Trong đó có ông Phạm Thanh. Phạm Thanh từng là một K9, hiện tại sống ở Pháp, mà hắn đã từng gặp tướng Phỉ Vàng Bao lên kế hoạch ám sát cán bộ cao cấp ở một số địa phương cái giai đoạn năm 82, 83, 84. Những giai đoạn thứ tư từ năm 1986 đến năm 1990, bọn chúng tổ chức đánh chiếm một số xã ấp, vô hiệu hóa chính quyền cấp cơ sở, làm bàn đạp cho hoạt động vũ trang giai đoạn 5 từ năm 1992, đồng loạt nổi dậy bạo loạn lật đổ chính quyền nhân dân trên phạm vi cả nước. Đó là cái mục tiêu, cái đường hướng cương lĩnh của cái tổ chức Việt Tân nó đưa ra là như vậy. Với những âm mưu hoạt động trên ấy, Việt Tân đã trở thành cái công cụ đắc lực của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam thời kỳ hậu chiến, là lính xung kích của kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt và diễn biến hòa bình nhằm vào Việt Nam. Để đạt được với mục đích của mình ấy, thì Hoàng Cơ Minh có kết cục cực kỳ bi thảm. Năm 1982 đến năm 1989, Việt Tân đã tổ chức nhiều đợt đưa người và vũ khí xâm nhập vào lãnh thổ Việt Nam, tiến hành chiến dịch Đông Tiến 1, Đông Tiến 2, Đông Tiến 3 qua đất Lào, Campuchia. Và đợt Đông Tiến 2, chính Hoàng Cơ Minh người tập hợp những số tàn binh còn lại ở tại Thái Lan để tiến hành Đông Tiến 2, nhưng mà bị bộ đội Việt Nam truy quét, với bộ đội Lào truy quét trên khắp trận Lào và đã làm phân bón cho rừng núi và đất Lào. Đó. Mọi người nếu mà có tìm và đọc cái hồ sơ mang bí số HM29 là toàn bộ nội dung nói về cái vụ án của Hoàng Cơ Minh này. Cái đợt Đông Tiến 1 ấy, do Dương Văn Tư cầm đầu, gồm 51 đêm xâm nhập ngày 15 tháng 5 năm 1986. Đã bị bộ đội Việt Nam và bộ đội Lào cũng chia tiêu diệt toàn bộ. Đông Tiến 2 đích thân do Hoàng Cơ Minh chỉ huy xâm nhập vào Tây Nguyên ngày 7 tháng 7 năm 1987 để xây dựng mật cứ, nhưng khi vào đất Lào chính bị lực lượng vũ trang Lào phối hợp với bộ đội Việt Nam đánh chặn. Dư Vi nhớ lộn này, năm 1987 đến ngày 28 tháng 8, trận đánh cuối cùng Hoàng Cơ Minh đã phơi xác và kết thúc cái Đông Tiến 2 hoàn toàn. Bị tiêu diệt cả đoàn, nó là tiêu diệt mất 60 tên, bắt sống 67 tên. Còn cái Đông Tiến 3, Đông Tiến 3 do Trần Quang Đô chỉ huy xâm nhập ngày 22 tháng 8 năm 1989, có 68 tên.
Ý đồ của chúng xâm nhập qua Quảng Trị, Quảng Nam, Đà Nẵng, Gia Lai, Kon Tum, xây dựng căn cứ, sau đó phát triển lực lượng xuống đồng bằng sông Cửu Long.